Xin chào cả nhà, chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem kênh của Diễm Hôm dài á, Diễm nghĩ bụng là Diễm hên lắm luôn cả nhà Tại vì Diễm có bầu tới bây giờ mà không có bị phù chân á Xong rồi bữa nay là phát hiện là bị phù chân rồi cả nhà ơi Nó không có đau nha nhưng mà nó bị phù chỗ mắt cá rồi nè Mà cũng không có bị nhiều á cả nhà, chỉ bị hai cái chỗ mắt cá thôi Còn cái bạn chân thì nó cũng không có phù nữa mà nó không có đau gì hết á bây giờ diễm đổi cái giớ mang á cả nhà đổi qua cái vớ mỏng nè cho nó khỏe cái chân hơn á chớ cái vớ mà mình mang mùa đông á nó hơi bị chật mình sợ nó bị ảnh hưởng cái chân đổi qua cái vớ này thì nó hơi lạnh chút xíu mà hơn đó, diễm ở trong nhà nhiều á nên là cái giới này nó cũng ổn rồi không biết vài bữa nó có phù thêm không nữa bây giờ thì chỉ mới phù chỗ hai cái mắt cá thôi cả nhà Bữa nay Diễm làm bánh nha cả nhà Nhà mình còn gì mình làm bằng cái đó Có hai trái chuối mùi muốn gục luôn rồi nè Với lại cái này bánh mì thừa á Để không gài nó bị uh, hơi cứng lại rồi Nên là Diễm lấy ra uh, Diễm làm bánh luôn Ở bên đây thì mỗi bữa ăn đều có bánh mì hết á Nhưng mà nhiều khi mình ăn không có hết đó cả nhà Nên là để nó bị khô á diễm thấy tiếc quá nên là diễm tận dụng nó là diễm làm bánh để mình ăn bữa xế á tại vì bữa xế bên này diễm không có cái gì để ăn đó cả nhà không phải như bên việt nam mình dễ mua đồ ăn ở bên việt nam mình mà bà bầu buổi xế thèm gì cũng mua ăn được mua bún mua phở gì ăn cũng được còn bên này thì bữa xế không có gì ăn hết á nên giờ diễm lấy cái bánh mì này ra diễm làm bánh mình thêm sữa vô trong cái bánh mì này mà nó cũng không có chính xác là bao nhiêu cái lượng sữa đó cả nhà tại vì nó tùy vô cái bánh mì của mình nó khô nhiều hay khô ít mình chế chừng nào bánh mì nó mềm đi thôi à này mà hãy mà bánh mì nó còn khô thì mình sẽ cho thêm sữa vô nữa ở bên ý bây giờ bị khủng hoảng kinh tế đó cả nhà mà không chỉ riêng ý đâu toàn châu âu bị khủng hoảng hết luôn cho nên là cái gì nó cũng lên giá hết trơn á cả nhà ơi giá cả sinh hoạt nó lên dùng dục luôn á nên là tụi mình là tiết kiệm lắm tiết kiệm được cái gì thì hay cái đó đồ ăn thực phẩm gì đó là cố gắng sử dụng ăn hết chứ không có bỏ thừa mứa Bây giờ mình xách 100 ơ ra mình đi siêu thị mua không có được nhiều đồ hết trơn á cả nhà Ở bên đây dạo này á, nông dân người ta cũng biểu tình dữ lắm luôn Tại vì bị khủng hoảng bị ảnh hưởng tùm lum hết trơn á Người dân ai cũng thắt lưng buộc bụng hết trơn á cả nhà chi tiêu ít lại Ở bên Việt Nam mình nó năm nay kinh tế nó cũng bị ảnh hưởng nhiều Mà ở bên châu Âu này ảnh hưởng còn kinh khủng hơn nữa đó cả nhà Tại vì ở bên này á là bị ảnh hưởng trực tiếp từ ở chiến tranh luôn á Nên là nó bị khủng hoảng nhiều lắm luôn Mà người dân là bị ảnh hưởng trực tiếp Người dân, người nghèo Nhiều người bây giờ là không có dám đi ăn nhà hàng đâu cả nhà mà bây giờ người dân người ta thất nghiệp cũng nhiều lắm luôn cả nhà ơi nên là tình trạng tội phạm nó cũng nhiều lên nữa tại vì người ta bị hết tiền đó rồi đời sống khó khăn quá cho nên là sanh ra tội phạm á cả nhà nay làm cái bánh này Diễm cho nho khô vô luôn nha cả nhà Ở bên này nho khô thì bán rẻ chứ không có mắc Một bịch này khoảng 2 ơ này cả nhà Thường Diễm thấy người ta làm bánh này người ta có bỏ cái bộ ca cao nữa Nhưng mà Diễm thì không có Nhà có gì Diễm làm đó thôi cuối cùng diễm cho thêm ít bơ lên trên nữa nha cả nhà rồi mình bỏ vô lò nướng mình nướng Diễm tính bỏ mấy cái hạt nho khô lên phía trên bánh này cho nó ngon Mà ai về đâu nó bị khét cả nhà ơi Giờ Diễm lựa mấy cái trái nho khô nó bị khét á Diễm lấy ra Sau này có làm thì Diễm chỉ trộn chung thôi chứ không có bỏ lên trên nữa Mình để lên trên cái nhiệt độ nó áp xuống á Cái nó dễ khét lắm luôn có trái thì bị khét có trái thì không có khét giờ diễm ăn thử một miếng nha cả nhà thấy cũng rất là thơm mà cái này bánh nó còn hơi nóng nha nên là nó mềm lắm luôn nha cái này để nguội lại nó sẽ cứng hơn giờ diễm ăn thử một miếng bữa nay diễm làm cái bánh từ cái bánh mì thừa này cả nhà Giờ diễm ăn thử coi nó ngon không bánh nó ngọt mà nó mềm lắm cả nhà lâu lâu mà thấy bánh mì mà nó bị thừa nhiều quá thì diễm thấy tiếc quá là diễm sẽ làm bánh ăn còn vâng thôi cái bánh mì mình để cho nó khô lại á nó khô thì nó cứng lại xong cái mình xay nhuyễn nó ra để mà mình tẩm vô thịt đó mình chiên ăn nữa cả nhà hay mình tiết kiệm lại cái phần bánh mì thừa đó không có bỏ còn mà lỡ như mà nó bị khô lâu quá rồi á mình không ăn được thì sẽ để cho gà nó ăn nha nay làm cái bánh từ bánh mì thừa này ăn cũng ngon lắm cả nhà lát nữa nó nguội rồi cái diễm lấy một ít ra cho mẹ chồng của diễm ăn thử còn lại cái diễm để dành để mình ăn bữa xế á cả nhà cảm ơn cả nhà dành thời gian theo dõi clip ngày hôm nay của diễm nha hẹn gặp lại cả nhà ở những cái clip lần sau hen xin chào tạm biệt cả nhà nha